Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Đấy, phiên bản 1.2, số sàn, bản đủ quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2018. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này là màu đỏ quý bạn nhé. Phiên bản đủ, phiên bản 1.2 số sàn. Và với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, từ keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Và chiếc xe này thì chúng tôi mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì đến buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đang cho anh em dọn dẹp chiếc xe đây. Thực sự với quý vị và các bạn là chiếc xe này anh em đang dọn dở là tôi cũng nhảy vào tôi quay luôn. Đấy. Đang dọn dở là tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem nhé, để cho quý bạn thấy được là một chiếc xe này là còn nguyên bản và còn rất mới, rất là đẹp đây nha các bạn nhé. Từ táp bi đến táp lô này, đấy, chủ xe rất là cẩn thận, đã có bọc và táp bi, táp lô, bọc táp lô nhé. Và đây ghế da, đấy, số sàn quý bạn nhé, đầy đủ tất cả rồi, phiên bản đủ rồi. Xe cũng đã được trang bị táp tốp này, đấy, táp tốp. Đây là thật tát tốt các bạn nhé. Màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, các bạn xem này. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ phần trần đều rất là đẹp này. Nội thất da chúng tôi còn đang đánh đi nhá, chưa có dọn xong đâu. Mới đang dọn dẹp cả, vừa mới dọn được cái phần động cơ thôi. Còn bây giờ là cái phần nội thất thì anh em đang chuẩn bị dọn, cho nên là tôi cứ đem vào đây tôi quay lên tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn cái đã. Đấy, phần nội thất phía sau này đều rất là đẹp, chưa dọn xong mà nó đã đẹp đẽ như này rồi các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản này là cái phiên bản số sàn Grand i10. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, cốp này, keo chỉ các thứ này đều rất là đẹp luôn này. Nội thất đằng sau đều rất đẹp quý bạn ạ. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 giá loanh quanh khoảng hơn 200 triệu với tài chính 200 triệu thì các bạn hãy liên hệ ngay số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Và đây là cái phần động cơ nhé, tôi sẽ mở cái nắp cabo lên cho quý bạn xem. Động cơ là anh em vừa mới dọn xong, đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là động cơ là còn nguyên bản này, không có bị tai nạn, không có ngập nước gì cả. Nắp cabo còn zin keo, còn nguyên bản này, còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe 2018, tính ra năm sử dụng đã 5 năm rồi, nhưng chiếc xe này còn rất là mới, nhiều chỗ trong cái phần khoang động cơ này còn chưa bóc ni lông đâu, rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.